Thông báo của Ủy ban Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC nêu rõ, First Citizen Bank and Trustco, công ty chủ quản của FCB, đã nhất trí các điều khoản với ủy ban này để mua lại SVB. Hiện FDIC đang tạm thời tiếp quản SVB sau khi ngân hàng công nghệ hàng đầu này tuyên bố phá sản hồi tuần trước. Theo thỏa thuận trên, 17 chi nhánh cũ của ngân hàng SVB sẽ mở cửa ngay trong ngày 27 tháng 3 theo giờ Mỹ dưới danh nghĩa ngân hàng FCB và tài khoản tiền gửi của tất cả khách hàng SVB sẽ tự động được đổi sang thành tài khoản của FCB. FDIC cho biết thêm, tổng tài sản của SVB tính tới ngày 10 tháng 3 vừa qua và khoảng 167 tỷ đô la Mỹ và 119 tỷ đô la Mỹ tiền gửi. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết, First Citizen Bank, trụ sở chính tại North Carolina, là ngân hàng thương mại lớn thứ 30 tại Mỹ với giá trị tài sản ròng khoảng 110 tỷ đô la Mỹ tính tới tháng 12 năm 2022. Việc FCB tiếp quản và mua lại lượng lớn tài sản của SVB là tín hiệu khả quan đối với ngành ngân hàng Mỹ, đồng thời cho thấy cách xử lý của cơ quan chức năng Mỹ trong vụ phá sản lớn này đang đi đúng hướng.